Nắng nóng kéo dài kết hợp với gió Tây Nam thổi mạnh tại Phú Yên đã khiến cho vụ hè thu gặp nhiều khó khăn. Một số khu vực nằm cuối hệ thống kênh tưới đã bị thiếu nước cục bộ, trong khi lúa đang bước vào giai đoạn làm đồng, thời điểm quan trọng để quyết định năng suất lúa. Công tác chống hạn đang được địa phương khẩn trương triển khai, đảm bảo không ảnh hưởng đến năng suất. Những cánh đồng lúa đang trong giai đoạn làm đồng. Trời nắng nóng gay gắt kết hợp lúa lại nằm ở cuối kênh chính nam, nên hai tuần qua việc phân nguồn nước để đảm bảo tưới cho toàn vùng liên tục gặp khó khăn. Nhiều nông dân phải mang máy bơm ra đồng để cứu lúa như thế này. Giờ lúa đang làm đồng chỗ mà không có học nước nữa thì mình phải mượn mấy chị nước. Với tình hình nắng nóng như hiện nay thì cái hệ thống kênh nam thì nước không đủ cấp cho cái lúa. Trong thời điểm trổ bông nên là tất cả các đầm bơm trong hàng của hóm kênh nam đã hoạt động hết công suất, và anh em công nhân thì bám sát địa bàn và trực trên 24/24 luôn. Vụ hè thu năm nay tỉnh Phú Yên xuống giống hơn 24.500 ha lúa. Nắng nóng kéo dài đã khiến cho 1.000 ha lúa bị thiếu nước, có khả năng ảnh hưởng tới năng suất. Từ đầu tháng 8 đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông Đồng Cam tỉnh Phú Yên đã huy động 13 trạm bơm điện và dầu chống hạn cho các xứ đồng ở cuối kênh. Trước dự báo đợt nắng nóng này sẽ còn diễn biến phức tạp và có thể kéo dài đến tháng 9, nên khi kiểm tra công tác chống hạn, lãnh đạo tỉnh Phú Yên yêu cầu công tác chống hạn phải được ưu tiên hàng đầu trong thời điểm hiện nay. Nếu thiếu trong cái giai đoạn này là nguy cơ mất mùa rất là cao, cho nên là ban mùa giáp phải chủ động. Tình hình khó tới đâu thì sẽ báo cáo và có hướng tháo gỡ đến đó. Nhưng mà phải nói là tất cả anh em đều phải xuống cơ sở nắm chắc tình hình, có cái dự báo để có phương án xử lý kịp thời. Ngành nông nghiệp của tỉnh Phú Yên cho biết, nếu như trong những ngày tới diện tích lúa bị thiếu nước tiếp tục gia tăng và nắng nóng kéo dài, thì sẽ tham mưu cho Ủy ban tỉnh có ý kiến với các nhà máy thủy điện nằm ở đầu nguồn tăng lưu lượng xả để cứu lúa, hạn chế thấp nhất diện tích lúa bị thiệt hại do nắng hạn. Dọc tuyến tỉnh lộ 1 đoạn qua hai xã Đắc Bức So và Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông xuất hiện các vết nứt sụt lún kéo dài. Tình trạng này tiếp tục lan rộng với những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt cũng như là sản xuất của nhiều hộ dân. Vết nứt ban đầu xuất hiện trên tuyến tỉnh lộ 1 có chiều dài khoảng 120 m. Sau hơn một tuần, vết nứt đã kéo dài khoảng 800 m. Đặc biệt, phía ta luy âm và lề đường đã sụt lún khoảng 30 cm. Hàng ngày trên tuyến đường này có rất nhiều phương tiện giao thông qua lại, cộng với mưa kéo dài khiến tình trạng này thêm trầm trọng. Qua rà soát, khu vực xuất hiện các vết nứt có tình trạng sạt trượt, phần lớn là những nơi người dân tự san lấp mặt bằng để xây dựng nhà ở. Chính quyền địa phương đã di dời một số hộ gia đình đến nơi an toàn, đồng thời chỉ đạo cán bộ chuyên môn theo dõi sát diễn biến của vết nứt để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra. Thưa quý vị, được tái lập từ cách đây tròn 20 năm, Trung tâm Hành chính huyện miền núi cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam được quy hoạch và xây dựng tập trung khá khang trang bề thế. Tuy nhiên, khu vực này hiện đang đối mặt với nguy cơ sạt lở rất lớn, bởi ngay sau lưng là đồi núi cao đã xuất hiện nhiều vết nứt, ngày càng trở nên nguy hiểm. Để ổn định tâm lý của cán bộ và người dân sống trong vùng, tỉnh Quảng Nam cần có giải pháp chống sạt lở trong thời gian sớm nhất. Bởi cách đây đúng 3 năm, cũng chính tại địa bàn huyện Nam Trà My từng xảy ra thảm nạn sạt lở kinh hoàng khiến hàng chục người chết và mất tích. Sau đợt mưa bão năm 2020, một phần của quả đồi nằm sau lưng trụ sở cơ quan thi hành án huyện Nam Trà My đã bị sạt lở. Hiện khu vực này đã được kè chắn. Tuy nhiên, một loạt trụ sở làm việc khác gồm huyện ủy, ủy ban nhân dân, tòa án, công an huyện kéo dài gần 1 km đang nằm trong vùng nguy hiểm. Trên đồi đã xuất hiện rất nhiều vết nứt lớn. Khi có mưa lớn thì nguy cơ xảy ra trượt lở đất là cực cao. Hơn nữa đây cũng là khu vực dân cư đông đúc. Phía sau đồi của cái phía sau của cái hộ gia đình tôi thì cái đồi vẫn còn cô, cho nên mong muốn ở đây không phải là riêng tôi mà cũng nhiều người là muốn là được kè cho nó an toàn hơn so với hiện tại. Thì hiện tại là cái khu này vẫn chưa được kè, cho nên là muốn kè vừa sạch đẹp mà vừa an toàn cho những người dân sống ở đây. Cũng tại địa phương vùng cao này đã từng xảy ra những trận sạt lở kinh hoàng, đặc biệt như ở Trà Lăng vào năm 2020, và các xã như Trà Vân, và trong đó có kể cả tại khu vực trung tâm hành chính huyện Nam Trà My như xã Trà Mai. Nên ngay bây giờ là cần phải có những giải pháp phù hợp và tối ưu để phòng ngừa tình trạng sạt lở tái diễn trước khi mọi chuyện quá muộn.
Trước mắt, huyện Nam Trà My cũng đã tính đến phương án di dời trung tâm hành chính. Tuy nhiên, ở vùng núi cao, việc tìm ra quỹ đất để xây dựng là rất khó và sẽ lãng phí. Do vậy, giải pháp tối ưu là xây dựng kè chống sạt lở kết hợp hạ thấp quả đồi để có quỹ đất bố trí di dời, tái định cư và phát triển không gian đô thị. Theo cái dự toán mà kể cả cái bờ kè với cả cái khu dân cư trên đó thì cỡ trên 350 tỷ, do đó nguồn kinh phí cũng rất là lớn. Nhưng mà trước mắt thì cũng mong muốn tỉnh là hỗ trợ làm cái bờ kè trước khoảng 70 tỷ, chứ còn một lúc là kinh phí cũng quá nhiều. Mới nhất, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã có đợt kiểm tra hiện trường và đồng ý về mặt chủ trương sẽ thực hiện phương án chống sạt lở trong trường hợp cấp thiết đối với trung tâm hành chính của huyện vùng cao Nam Trà My. Trước mắt, tỉnh Quảng Nam và huyện Nam Trà My cần có giải pháp an toàn cấp bách tại những khu vực xung yếu nhằm bảo đảm tính mạng, tài sản của nhà nước, cán bộ và người dân khi mùa mưa bão đang đến gần. Ngày 16 tháng 8, giới chức Mỹ cho biết một trận cháy rừng tại hạt Siskiyou ở phía bắc bang California đã buộc nhà chức trách phải sơ tán người dân và đóng cửa một số tuyến đường. Theo các quan chức cơ quan bảo vệ rừng, quy mô trận cháy rừng ước tính lên tới khoảng 11 km². Lửa đã bùng phát vào tối 15 tháng 8 tại rừng quốc gia Klamath, có diện tích khoảng 6.863 km², nằm ở khu vực phía bắc bang California và phía nam bang Oregon. Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Siskiyou đã ban bố lệnh sơ tán một số khu vực. Nhà chức trách cũng đã cho đóng cửa đường cao tốc số 96 và đường Scott River. Chính quyền tỉnh Jakarta của Indonesia mới đây đã quyết định áp dụng hình thức làm việc kết hợp từ văn phòng và tại nhà bắt đầu từ tháng 9 năm nay để giảm tình trạng ô nhiễm không khí đang ngày càng nghiêm trọng ở thủ đô. Theo giới chức chính quyền tỉnh Jakarta, mô hình làm việc này là bắt buộc đối với các công chức của Jakarta trong chính quyền tỉnh. Theo đó, các công chức làm việc trong những bộ phận dịch vụ sẽ phải làm việc tại văn phòng. Công chức không liên quan đến dịch vụ như bộ phận lập kế hoạch và những bộ phận khác có thể bắt đầu làm việc tại nhà. Hiện một số công ty tư nhân tại Jakarta đã thực hiện mô hình làm việc kết hợp 50-50, tức một nửa làm việc tại nhà và một nửa làm việc tại văn phòng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đi khảo sát kiểm tra tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển ở tỉnh Tiền Giang. Khảo sát tại bờ biển Dầm Láng, huyện Gò Công Đông, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn nhận định, tình hình sạt lở đang diễn biến phức tạp và ngày càng nghiêm trọng. 10 năm gần đây, Tiền Giang có 23 điểm sạt lở bờ biển, dài hơn 11 km, làm mất khoảng 700 hectare rừng phòng hộ, gần 1.200 điểm sạt lở bờ sông với chiều dài 87 km. Từ đầu năm đến nay, có 84 điểm sạt lở với khoảng 28 km, kinh phí khắc phục gần 950 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện tỉnh vẫn còn 10 vị trí sạt lở cần đầu tư khẩn cấp với khoảng 2.800 tỷ đồng để ứng phó với tác động bất lợi của biến đổi khí hậu và thiên tai gây nên. Những năm gần đây thì tình hình sụt lún sạt lở bờ sông trên địa bàn thành phố Cần Thơ diễn biến phức tạp. Hiện có hàng ngàn hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cần được di dời đến nơi an toàn. Trên địa bàn thành phố Cần Thơ có khoảng 9.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Thành phố đã tiến hành di dời tái định cư cho khoảng 3.000 trường hợp. Số còn lại sẽ được tiếp tục di dời khỏi những khu vực sạt lở có nguy cơ bị sạt lở theo lộ trình từ nay đến năm 2030 để người dân ổn định cuộc sống. Riêng 7 tháng đầu năm 2023, thành phố xảy ra 34 đợt sạt lở bờ sông, làm bị thương 2 người, làm sạt hoàn toàn 8 căn nhà, sạt một phần và ảnh hưởng nghiêm trọng 19 căn nhà. Để phòng chống sạt lở, thành phố khuyến khích người dân bảo vệ cây cối ven sông, không xây cất nhà cửa lấn chiếm lòng sông, không khai thác đất cát ven sông. Thành phố Cần Thơ cũng đã tổ chức cắm biển cảnh báo sạt lở tại các vị trí có nguy cơ sạt lở cao để người dân và chính quyền địa phương chủ động phòng chống. Chất lượng không khí tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đang ở mức nguy hiểm. Thông tin từ mạng lưới quan trắc môi trường không khí độc lập BAMS, phóng viên Công Khoa sẽ giúp quý khán giả hiểu hơn về tình trạng này. Vị trí mà tôi ghi hình lúc này là ngã tư đường Lê Triệu Kiết và Nguyễn Thế Học, nằm ở trung tâm thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Với ứng dụng BAMS thì chỉ số ô nhiễm không khí mà chúng tôi đo được lúc này đó là 304, đã được đánh giá là mức nguy hiểm. Cũng theo cơ quan này, đây không phải là lần đầu tiên tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề được ghi nhận tại thành phố Long Xuyên. Từ ngày 12 tháng 8 đến nay, địa phương này luôn có chỉ số ô nhiễm ở mức rất có hại cho sức khỏe. Đặc biệt, từ chiều ngày 15 đến sáng ngày 16 tháng 8, đã ghi nhận chỉ số ô nhiễm không khí tăng lên mức 500.
tình trạng ô nhiễm không khí cũng đã xuất hiện tại nhiều địa phương khác. Thậm chí mới đây, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các địa phương tăng cường kiểm soát ô nhiễm bụi trong không khí, đồng thời đảm bảo xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Không khó để tìm thấy những cái vết bụi bẩn như thế này. Theo ngành y tế thì tình trạng bụi bẩn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đặc biệt là hệ hô hấp. Những chiếc khẩu trang sẽ là một vật dụng cần thiết ngay lúc này. Nhà chức trách Trung Quốc đã ban hành cảnh báo vàng về nguy cơ xảy ra thảm họa địa chất do ảnh hưởng của mưa lớn tại một số địa phương. Người dân được khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao như là gia cố nhà cửa hoặc là sơ tán tới nơi tạm trú. Cơ quan khí tượng cũng đề nghị cắt nguồn cung cấp điện ngoài trời tiềm ẩn nguy hiểm ở những khu vực trũng thấp, tạm ngừng hoạt động ngoài trời ở những khu vực trống. Hệ thống cảnh báo thời tiết về thảm họa địa chất của Trung Quốc có 4 cấp được mã hóa theo màu sắc, trong đó màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp đến là màu cam, vàng và xanh. Giới chức Tây Ban Nha đã yêu cầu sơ tán 5 ngôi làng có nguy cơ chịu ảnh hưởng khi mà một đám cháy rừng đã bùng phát và lan rộng tại vườn quốc gia trên đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary. Hỏa hoạn đã bùng phát vào đêm ngày 15 tháng 8. Địa hình hiểm trở khiến cho công tác dập lửa trở nên khó khăn hơn. Chỉ trong vài giờ, lửa đã bao trùm hàng trăm hecta và kéo theo nhiều đám cháy thứ phát. Hàng trăm lính cứu hỏa, quân nhân cùng trực thăng đã được huy động nhằm tham gia nỗ lực khống chế đám cháy. Giới chức đã phong tỏa mọi lối dẫn vào các ngọn núi trên đảo và có khuyến cáo là người dân cũng như du khách cần tránh xa các khu rừng do lo ngại nguy cơ lửa lan rộng. Mùa hè này thì lực lượng cứu hỏa Tây Ban Nha đã phải đối phó với hàng loạt những vụ cháy rừng trên quần đảo Canary. Tình trạng ô nhiễm không khí cũng đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Chính quyền Jakarta cũng đã quyết định áp dụng hình thức làm việc kết hợp từ văn phòng và tại nhà bắt đầu từ tháng 9 năm nay. Vâng, theo giới chức của Jakarta thì mô hình làm việc này là bắt buộc đối với tất cả các công chức. Theo đó thì các công chức làm việc trong những bộ phận dịch vụ sẽ phải làm việc tại văn phòng, còn công chức không liên quan đến dịch vụ như là bộ phận lập kế hoạch và những bộ phận khác có thể bắt đầu làm việc tại nhà. Hiện thì một số công ty tư nhân tại Jakarta đã thực hiện mô hình làm việc kết hợp 50-50, tức là một nửa làm việc tại nhà và một nửa làm việc tại văn phòng. Số người thiệt mạng trong vụ lở đất tại một mỏ khai thác ngọc ở miền Bắc của Myanmar đã lên tới là 32 người. Hiện hoạt động tìm kiếm vẫn đang tiếp tục khi vẫn còn 8 người mất tích. Vụ lở đất này đã diễn ra hôm 13 tháng 8 tại một mỏ ngọc bích ở bang Kachin. Một vách đá đổ sập đã khiến nước dâng cao tràn vào một hồ nước gần đó và khiến những người thợ mỏ mắc kẹt. Sau lở đất gây chết người đã xảy ra không ít lần ở bang Kachin. Tháng 7 năm 2020 thì một trận lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại một địa điểm khác ở bang này đã khiến là 174 người thiệt mạng. Tây Nguyên hiện có hơn 2.300 công trình thủy lợi, hiện tại đang là cao điểm của mùa mưa. Thế nên các tỉnh Tây Nguyên đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra sự cố hồ đập do tình trạng hư hỏng xuống cấp độ 5. Như tại hồ chứa Eabi ở Đắk Lắk, một số vị trí đã bị nứt, sói lở sâu và thân đập sụt lún. Và đây cũng là thực trạng chung của hàng trăm hồ đập tại Tây Nguyên. Nhiều hồ đập thủy lợi được đầu tư từ những năm 80 và 90 của thế kỷ trước. Sau nhiều năm khai thác và chịu nhiều tác động của thiên nhiên, đặc biệt là mưa lũ hàng năm, nên đều đã có dấu hiệu hư hỏng, trong khi chưa được kiểm định an toàn định kỳ. Nguồn vốn đầu tư của các địa phương thì còn nhiều khó khăn, thế nên tỷ lệ được sửa chữa, nâng cấp là rất nhỏ. Do trong thời gian triển khai thì đặc biệt là đang trung tâm mùa mưa và trong thời gian vừa rồi thì mưa liên tục, nên nó có ảnh hưởng đến vấn đề tiến độ. Đảm bảo là có đội ngũ đi rà soát, đánh giá an toàn, từ cái đánh giá an toàn ấy thì phải báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền và báo cáo với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cái hướng xử lý. Những hồ nào mà có thể xử lý ngay được thì làm ngay, còn những hồ nào mà cần đến kỹ thuật cao và kinh phí lớn thì báo cáo để Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ có các cái nguồn khác nhau để sửa chữa. Vâng, các hồ chứa Tây Nguyên thì thường được bố trí dọc theo mỗi con sông, con suối, theo hướng bậc thang từ trên cho tới thấp. Thế nên nếu chỉ xảy ra một sự cố tại hồ chứa trên khu vực thượng lưu thì rất dễ ra xảy ra sự cố dây chuyền và gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho hạ du. Trước tình trạng hồ đập hư hỏng chưa được xử lý kịp thời, việc đảm bảo an toàn hồ đập là vấn đề được quan tâm chỉ đạo trong thời gian qua. Tuy nhiên, công tác quản lý an toàn hồ đập vẫn đang bộc lộ nhiều hạn chế và bất cập. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk hiện đang quản lý vận hành và khai thác 257 hồ chứa đập dân.
Thế nhưng hiện vẫn còn hơn 200 công trình chưa ranh giới rõ ràng, nên ở một số công trình, chính quyền địa phương đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trong phạm vi bảo vệ đập. Từ đó dẫn đến những vi phạm nghiêm trọng có nguy cơ làm vỡ đập. Nó do lịch sử trước kia để lại, do cái công tác quản lý, công tác đo đạc, công tác lập hồ sơ, đề xuất cấp quyền sử dụng đất, kể cả của địa phương và các cái đơn vị cơ quan chuyên môn, nó có cái độ không chính xác. Ủy ban tỉnh cần phải giao cho các ngành chức năng để làm sao bố trí được nguồn kinh phí, giải phóng mặt bằng, cấp quyền sử dụng đất cho công ty. Thì lúc đó mới có cơ sở để quản lý. Hiện vẫn còn nhiều hồ đập thủy lợi đang được giao cho cơ quan nhà nước quản lý hoặc đang trong quá trình chuyển giao các doanh nghiệp quản lý khai thác nhưng không có hồ sơ tài liệu, khảo sát thiết kế. Cho nên để sửa chữa nâng cấp phải đầu tư khảo sát lại từ đầu. Cái bản đồ của địa chính của xã thì nó có hết, nguồn gốc hết, tức là có diện tích rồi có dung tích rồi như thế nào là có hết. Những cái hồ sơ thực tế mà giống cái thiết kế từ thời xưa thì do công ty cà phê Hồng Chính người ta thời xưa nó đã đắp để sử dụng tưới cho đất của nông nghiệp của công ty á. Khi bàn giao thì rồi khi có công trình có thiết kế, có công trình thì không. Ngoài ra theo quy định đối với các hồ đập có dung tích từ 500.000 mét khối trở lên phải được cán bộ có chuyên môn về thủy lợi vận hành. Trong khi việc lập hồ sơ trình phương án cấp bù giá thủy lợi phí gần như các địa phương chưa thực hiện. Đây lại là cơ sở để được cấp phí vận hành công trình hồ đập. Bởi vậy nhiều công trình chỉ có người quản lý làm nhiệm vụ đóng mở cống khi cần thiết, thậm chí có công trình không hoạt động.